Chào các bạn, mình đang đứng ở cái cửa hàng bán những cái dụng cụ, những cái đồ đây các bạn có thể thấy rõ phân bón rồi là những cái vật tư cây sinh vật cảnh. Tiệm cửa nhỏ thôi, cửa hàng nhỏ. Bác ơi, mình vào mình mua cái sơ dừa. Anh ơi. Ồ, sơ dừa không nhanh. Hả? Em bao nhỏ? Em đây bao lẻ đây à? À đây. Đây không à? Bán nguyên bao này à? Có bán lẻ nhỏ nhỏ, bao nhỏ. Bán bao tiền cân? 20. Đây em 1 cân. Cả bao bao tiền? Bao 70. Bao nhiêu? 70. 70.000 kìa. Đây em lấy 1 cân em về em chiết cành. Này, em về mới chiết ly sam. Chiết cái này là mọc rễ nhanh mà anh. Lấy 1 cân. Hay khô đúng không? Khô thì nó mới tốt được nhiều. Rồi lấy cho em cái hộp keo nhỏ kìa, keo Mỹ Tiến. Là phải bốc ra. Bao cân rồi? 1 cân nè. Kg. Về mình chiết mà mình chiết cành đi sam kia. Rồi bạn lấy cái loại keo Mỹ Tiến nhỏ nhỏ kia. Là bao tiền? 50. Còn hạn không? Thực ra là hết hạn này. Tháng 2 17. Không có nào hạn dài hơn. Thế, thôi thì bán 20.000 đi. Đâu? No. Vẫn thế. Ngày sản xuất. Đây, đát đây nè. Đát. Hạn sử dụng. Đâu? Đâu bán? 2019. 19 hay 15? 19. À đây. Rồi em gửi này.
cất cái ví, cất tiền của ví. Tiền đây. Đấy, keo Mỹ Tiến là vì hôm vừa rồi mình cắt xanh, cắt mấy cây xanh ở nhà, bây giờ mình sử dụng keo Mỹ Tiến, nó dân dụng. Em, anh cho em ở đây rồi đúng không? Cảm ơn anh nhá. Đây là đất không anh nhỉ? Đất trồng. Đất trồng cây. Bên này là phân bón này. Đúng không? Phân bón. Thì thoảng mình đi qua đây mình vẫn mua nhà anh trồng rau hoa quả các loại, đất trồng. Rồi bên này là khu chậu đồ vật tư. Ở đây thì chỉ có mấy cái vật dụng vật tư như vậy thôi. Kế bên là cái cửa hàng. Đấy, cửa hàng cửa hàng nông nghiệp em bán những cái đồ rau cỏ mọi thứ. Đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Giờ mình về mình sẽ chiết cái ly sam đấy.